Hello tất cả các anh em. Hôm nay thì mình sẽ test mode full skin trang phục Violet, trang phục nữ hoàng pháo hoa, nữ đặc cảnh, phi công trẻ. Mèo siêu quậy. Tuyệt bãi biển. Wow. Phó học tập. Thứ nguyên lệ thần. Làm cơ lết vợ người ta. Tay súng siêu phẳng. Huy chương vàng. Huyết ma thần. Lan tước. Và cuối cùng đó là trang phục Violet thần long tỷ tỷ. Cùng đang cùng bắt đầu vào từng trang phục. Và đây là trang phục Violet nữ hoàng pháo hoa. Chia 1, chia 2, chia 3. Nó vẫn khá giống với trang phục Violet pháo hoa đi ông. Và đây là pháo hoa thì mình giám sát tình hạn. Tiếp tục, và đây là trang phục Violet mèo siêu quậy để đối đầu với Violet thúy nguyên lệ thần. Chia 1, ôn ti. Trang phục Violet tiệc bãi biển đối đầu với lại trang phục Ari tiệc bãi biển. Chiêu 1, chiêu 2 ra một hình con vịt. Tiệc bãi biển thì có hiệu ứng biến mà. Ok. Và đây là trang phục Violet thứ nguyên lệ thần đối đầu với trang phục Nairoth thứ nguyên lệ thần. Đây, có trang Nairoth thứ nguyên lệ thần thì có gia tốc tế đàn. Hiệu ứng biến này. Ôi nó. Tiếp theo đây là trang phục Violet pháo hoa đi không. Chiều 1, chiều 2, bắn pháo hoa. Chiều 3 cũng bắn pháo hoa. Bắn pháo hoa ra hình con rồng.
pháo anion thì không có hiệu ứng biến vẻ. Tiếp tục, đây là trang phục Violet đặc dị. Bụp, bụp. Violet đặc dị không có hiệu ứng biến vẻ.